Hang này có tên là cái khe rời, khe rời. Có chừng lùng đầu. Thế chưa phải nói, tôi nói đúng rồi, cái cầm nó cầm để phát điện trong này đó nha, cái tụ điện đấy nha. Hang rời hướng ra đây, hang rời JIEI, hang rời. Mới nãy đường vào hang, bây giờ đường đi ra hướng phía ra. Về cái hang ba là ngắn nhất, hang là hang độ dài thứ nhì, cái hang ngoài phải dài nhất. Khe rời đâu mà hang rời.